bất cứ một ông bố, bà mẹ nào cũng có những tháng ngày là thanh niên nông nổi. Khi đó, họ cũng yêu một cách bốc đồng và làm hết mình vì tình yêu đó thôi. Một cô gái đã kể về chuyện tình ba mẹ ngày xưa. Hồi ấy, ba của cô đã có một câu tuyên ngôn trong tình yêu khiến con gái phải ái mộ mãi. Màn kịch đi chơi nhưng lại lén lút để hẹn hò. Thảo Di đã coi một tấm ảnh cưới của ba mẹ lên mạng làng hội. Nhìn tấm hình, nhiều người suýt xoa vì nhan sắc nhẹ nhàng, gương mặt khả ái của mẹ Di. Ấy thế nhưng, để có được đám cưới đó, ba mẹ cô đã trải qua không ít vất vả, cãi cả lời người lớn vì mong ước về bình thường một nhà. Ba Di tên Đình Chung, mẹ là Phương Nga. Họ hiện sinh sống ở An Khê, Gia Lai. Ba mẹ Di quen nhau vào năm 1988, khi đó, ba cô thế hệ 21 tuổi. Di kể, mẹ mình người Quy Nhơn. Nhà ông bà ngoại ngày xưa nghèo quá nên dù học giỏi nhất trường thì mẹ vẫn phải nghỉ. Sau đó, mẹ học may kiếm thêm thu nhập cho gia đình để giúp cậu ba được tiếp tục đến trường. Ba là người Gia Lai. Chú sáu của ba là hàng làng sát vách nhà ông ngoại. Hồi đó ba cũng xuống Quy Nhơn ở nhà chú học nghề. Trong một lần ra ngoài, ba mẹ gặp gỡ nhau. Ba phải lòng mẹ ngay từ cái nhìn đầu tiên luôn. Sau này kể lại, ba vẫn tấm tắc bảo hồi ấy mẹ đẹp quá, ba cưỡng không nổi luôn. Vì quá yêu thích cô gái hàng làng, ngày nào ba mình cũng mang đàn guitar ra sau giường, sát nhà cô gái để đàn bài hát cho anh xin số nhà này cô em mát lòng để gây sự chú ý. Hình ảnh bố mẹ Di nhiều năm trước. Đúng là tình yêu thời nào cũng vậy, đã thích thì chàng trai sẽ tìm đủ mọi cách để có được trái tim cô gái thôi. Tuy nhiên, vì thời điểm đó mẹ của Di cũng đẹp đẽ tầm hoa khôi nên những cố gắng của ba cô rất lâu sau thế hệ được ghi nhận. Di thể, ba cứ nắm đàn rồi hát mãi, chấm dứt còn có người khác nói cho nên dần dần mẹ cũng có cảm tình với ba. Chẳng hiểu thế nào mà thời gian sau, hai người biến thành người yêu luôn nữa. Tình yêu trôi qua êm ắng lắm vì ba rất yêu đương và yêu thương mẹ. Mọi chuyện chỉ khai mạc nặng nề hơn khi người lớn biết ba mẹ nghiêm túc với mối quan hệ của mình. Thời gian đó, gia đình bên nội của Di khá giả nhưng bên ngoài thì nghèo lắm. Họ cũng khá tôn nhau nên dẫn đến việc cấm cản mối quan hệ yêu đương của ba mẹ cô. Sự ngăn cấm ấy dữ dội đến mức mà cặp đôi trẻ phải tìm mọi cách để được ở bên nhau. Di chia sẻ tiếp, khi ấy, nhà nội chê nhà ngoại nghèo, không môn đăng hộ đối. Nhà ngoại biết được nên thế hệ kiên quyết cấm con gái qua lại với con trai nhà bên đó. Ba mẹ rất yêu đương nhau. Họ yêu nhau lắm nên cứ tìm mọi cách lén lút hẹn hò bằng được. Có lần ba nhờ người chơi thân mẹ đến nhà ông ngoại đèo mẹ đi chơi nhưng bản chất là ra để gặp ba. Họ gặp nhau, tâm sự một lát rồi lại nhanh nhảu đi về vì hãy ông bà ngoại biết chuyện. Rồi còn có chuyện giả vờ đi xem phim nữa. Hồi ấy trong khu phố chỉ có một, hai nhà có TV. Mẹ xin ông ngoại qua hàng làng xem phim nhưng chẳng phải. Mẹ ra gặp ba. Hai người dắt tay nhau đi dạo hết 7, 8 con phố, canh giờ hết phim là lại chạy về. Đúng là vừa vất vả nhưng lại lãng mạn lắm luôn. Tình yêu của cặp đôi này còn bị thử thách khi khai mạc ở xa hàng chục cây số. Nhưng có lẽ cũng nhờ giai đoạn đó mà họ biết tình cảm dành cho nhau lớn đến nhường nào. Đỉnh điểm là khi ba về Gia Lai. Họ khai mạc yêu xa, khi đó mọi thứ đều khó khăn lắm. Khoảng cách xa xôi, sự nhớ nhung vì tình yêu luôn kém trực trong lòng ba mẹ. Hồi ấy làm gì có điện thoại, chỉ có thư tay qua lại nhiều tháng trời. Có khi cả mấy tháng họ đâu gặp được nhau lần nào. Một bên là gia đình ngăn cấm, bên khác lại chẳng có người yêu kề cận, mẹ cũng khó khăn để vượt qua lắm. Có lần hơn 9 giờ tối, trời mưa tầm tã, mẹ ngồi trước nhà thì ngước đầu lên bỗng thấy ba đang đứng ngay đó. Mẹ giật mình. Sau thế hệ hiểu là ba nhớ người yêu quá nên quyết chạy xe máy hơn 80 km để xuống nhìn thấy một cái rồi lại chạy về. Ôi tình yêu thật là khó tả quá đi mất, Di thể. Mình nhất định phải cưới được nhau và sống thật hạnh phúc em nhé. Cuộc trường kỳ kháng chiến đấu tranh cho tình yêu của ba mẹ Di xong xuôi thật tốt đẹp bằng một đám cưới 2 năm sau. Tuy nhiên, trước đó ba Di đã có những câu nói và hành động mà khi nhắc lại ai cũng phải suýt xoa. Di chia sẻ, có lần ba viết thư tay cho mẹ. Trong thư, ông có nói một câu mà mình nhớ mãi, bằng mọi lạnh mình phải cưới được nhau và sống thật hạnh phúc em nhé. Để cho người lớn xem hạnh phúc của hai đứa. Anh nói được, làm được. Đúng là tuyên ngôn đầy bốc đồng của tuổi trẻ nhưng cũng biểu hiện sự sâu đậm của tình yêu đôi lứa.
Một thời gian sau, vì yêu đương mẹ quá nên ba đã làm đủ mọi cách để được chấp nhận. Ba cứ đến ngồi lì ở nhà ngoại. Ai làm gì là ba lăng xăng chạy đến phụ cái này, giúp cái kia. Ba ngồi mãi như vậy đó, dù thấy ông ngoại là đổ mồ hôi hột, ba hại ông lắm. May mắn là dần dần người lớn thấy hai người yêu đương nhau nên cho phép kết hôn. Hình ảnh cô dâu của 29 năm trước. Cặp đôi cô dâu chú rể. Năm 1990, đám cưới của ba mẹ Di đã diễn ra. Ngày làm cô dâu, mẹ Di mặc giấy trắng, trang điểm kỹ càng khiến ai cũng khen dì dễ thương quá. Cưới về thời gian đầu ba mẹ ở cùng ông bà nội. Ba mẹ cũng tính ngay đến chuyện làm hải tế nên mẹ mở tiệm may, ba đi buôn bán tận Hà Nội. 3 năm sau, mẹ sinh con thì ông bà nội chơi đất, nhà mình ra ở riêng. Khi đó nhà nghèo lắm, mẹ không may nữa mà mở quán cà phê, bán chè. Ba mở tiệm sửa xe máy. Nhà mình bé xíu, thậm chí anh em còn chẳng thèm vào chơi Tết cơ. Tuy nhiên, cái mình vẫn nhớ là tình yêu của ba mẹ dành cho nhau. Họ yêu đương nhau lắm, làm gì cũng nhắc đến tên. Hồi đó khó khăn, suốt ngày ba mẹ bảo ban nhau cố gắng để có tương lai tốt đẹp hơn cho các con. Hai người đi lên từ tay trắng và bây giờ họ cũng có căn nhà khang trang do chính tay mẹ xây dựng rồi đó, Di tâm sự. Hình ảnh gia đình Di hiện tại. Đúng là như lời hứa trong thư, ba Di đã làm cho cuộc sống của Cung Phi cực kỳ hạnh phúc. Từ sinh nhật hay ngày lễ, chưa bao giờ ba cô quên mua tiến thưởng tặng Cung Phi. Ba rất cưng mẹ, đến mức đôi khi con cái cũng phải ghen tị luôn đó. Ba không nói nhiều lời về tình cảm nhưng ông nhắc đến sự tự hào. Ba bảo là ba tự hào về gia đình mình lắm. Ba có Cung Phi đảm, con ngoan. Ba đã cưới được mẹ, sinh được hai đứa con, một là Nhô Diên, một thầy thuốc như bây giờ. Cuộc sống như vậy là viên mãn và ba chẳng mong gì hơn nữa. Có lẽ, cũng vì cuộc sống an toàn và tình yêu của ba nên mẹ trẻ trung lắm. Khi nào rỗi họ lại sắp xếp để đi du lịch với nhau và chụp hình tình cảm. Đúng là một chuyện tình có cái kết thật sự viên mãn. Vượt qua bao khó khăn vất vả họ đã đến được với nhau. Họ còn làm được điều mà phiên bản thân đã nói từ trước đó, sống thật hạnh phúc rồi cùng nhau già đi.